pew. Và chúng ta cùng vào với game đấu mà có lẽ là gần như đặc sắc nhất trong ngày thi đấu thứ hai này. Đại diện số 1 của châu Âu gặp với đại diện rất mạnh đến từ Trung Quốc, Tông Phu Aliens và Tông Phu. Tong Fu's turn to ban. Alliances turn to ban. Lúc này thì Best Rider Naga, Tông Phu loại bỏ Naga, bởi vì nếu như mà ngày hôm qua chúng ta có xem thì Aliens với Naga của EGM đánh tốt như thế nào. Whips cũng bị loại bỏ. Tong Fu's turn to pick. Đến giờ này thì vẫn chưa thấy Cao Ru đâu. Đó là Cao Ru là con gái thì cũng sẽ nghỉ sớm, cái điều này thì điều dễ hiểu thôi. Lúc này thì cập nhật bảng tổng sắp một chút thì Fnatic vẫn đang dẫn đầu bảng A với 6 trận thắng và 1 trận thua. Còn Na'Vi lúc này theo ngay phía sau với 6 trận thắng và 2 trận thua. Sau đó là DK và Dignitas với 5 trận thắng. Bên phía bảng B thì Alien dẫn đầu với 6 trận thắng và chưa thua trận nào. Liquid với 4 thắng 2 thua và Tông Phu 4 thắng 2 thua, Orange 3 thắng 3 thua. Đây là trận đấu theo mình sẽ quyết định số phận của bảng B này. Cái bó 2 này, Aliens nếu như mà thắng tiếp tục Tông Phu 2 trận họ chắc chắn sẽ cầm một suất vào vòng trong ở Winner Bracket, gần như chắc chắn rồi. Với 6-0 thì gần như chắc chắn rồi. Alliances turn to pick. Tất nhiên là những ai mà xem stream của Dota 2 mà bằng tiếng Việt đấy, các stream kênh stream tiếng Việt thì chắc chắn là các bạn cũng sẽ có, dù là không nói ra hay nói ra thì mình rất là hiểu, các bạn cũng sẽ có sự so sánh và nhận định nhất định về các bình luận viên của Việt Nam hiện nay như là mình, Piu Piu với lại Jay hay là Mèo Mèo. Thì dựa vào cái tần suất xuất hiện và cái độ bao phủ và cái sự ưu ái của người xem thì bản thân mình không bao giờ quan tâm lắm đến việc là ai hot hơn ai. Bởi vì lúc này thì mình khá là tự tin và rất là gọi là sao nhỉ, có cái tự tin trong lòng về cái độ yêu mến của các bạn dành cho mình. Khi mà mình biết rằng là kênh stream của mình là kênh stream riêng, không có bất kỳ một tổ chức hay là hỗ trợ nào cả, theo hướng là theo một tổ chức nào cả, mà các bạn vẫn xem chỉ cần là gần bằng với các kênh stream khác mình đã cảm thấy là ưu ái đặc biệt rồi. Chứ chưa nói đến việc là các kênh stream khác thì đều có forum riêng, có fanpage riêng, có diễn đàn riêng đại khái là như vậy, hay là các trang web riêng. Thì để các bạn chỉ có một kênh fanpage của mình và chỉ có một kênh stream mà các bạn vẫn xem thì đấy là điều đã rất là thành công với mình rồi. Nên là các bạn có so sánh mình hay là các bạn có nhận xét mình như thế nào thì đến lúc này thì mình cũng vẫn là rất là vui, cũng rất là vui với tất cả các bạn đang xem rồi. Lúc này Aliens có cây, con cây là một trong những support rất là hot trong thời gian này. Bây giờ thật ra thì nói vui câu này có thể là gây qua hoặc có thể không được gây qua. Thật ra thì nói vui thoải mái với những bạn đang xem stream của Piu Piu. Nếu như bây giờ Piu Piu đã chuyển kênh channel stream của mình 5 lần, đây là lần thứ 6 rồi, đây là ngôi nhà thứ 6 của mình rồi mà vẫn được giữ được lượng người xem như thế này. Bây giờ bất kỳ một bình luận viên nào của Việt Nam của chúng ta thử chuyển ra stream tự lập, stream cá nhân xem là lượng người xem sẽ là bao nhiêu và mất bao nhiêu lâu nữa mới có thể lên được cái số người xem cỡ như vậy. Thì đây là một cái phép thử rất là đơn giản thôi. Nếu như mà họ có được cái lượng người xem theo dõi họ đông thì họ chuyển đi đâu vẫn có người xem. Thì đây là những cái có thể là
có thể là gây wow, có thể không gây wow, nhưng bản thân mình, bản thân mình có cái tự tin riêng về cái sự yêu quý của các bạn dành cho mình, nên là các bạn có trô hay là các bạn có những fan fanboy của các bình luận viên khác có sang fanpage của mình chửi cũng có rồi, và nhắn tin chửi cũng có, nhưng mà mình cảm thấy nó rất là buồn cười, mình cảm thấy rất là buồn cười và mình không quan tâm lắm. Alliances turn to ban. Với việc là có bạn hỏi là đội nào mạnh hơn, thì thật sự thì bây giờ đến thời điểm này mình không dám nói là Tông Phu mạnh hơn hay Alliance mạnh hơn. Trận đấu này sẽ chưa chắc trận đấu này đã biết được là đội nào mạnh hơn luôn. 5 seconds remaining. Reserve time. Alliances turn to pick. Họ có Chain Protector và Weaver, rất có thể là họ sẽ cho Weaver, họ sẽ cho Weaver chơi hổ báo. Họ sẽ cho Weaver chơi hổ báo. Turn to pick. Rất là khó nói. Đây có vẻ như là, thật ra mà nói thì bây giờ, bây giờ Tông Phu mà thắng được game đấu này thì họ kéo lại cho mình 6 win, thì cũng chỉ là chắc ăn là sẽ vào được winner bracket thôi. Còn Aliens có lẽ là đến lúc này họ có thể nhả, họ có thể đánh để giữ chiến thuật, hoặc là để giấu bài, hoặc là để giấu trình độ, bởi vì lúc này thì họ chắc chắn là ở winner bracket rồi với 6 win như thế này. Ngày hôm nay mới là ngày thi đấu thứ hai, có thể là kiếm thêm khoảng 2 win nữa là vừa đẹp. Bên phía Tông Phu họ có Alchemist, Shadowdemon và Enchantress. Đây là kiểu chiến thuật, nếu như mình không nhầm thì là LGD International họ đánh hồi họ mới bắt đầu trình diện. Team LGD International họ có đánh cái chiến thuật Shadowdemon và Chen, hoặc Shadowdemon và Enchantress này đi roam ở thời điểm early rất là bá. Có một bạn nói là cái nhạc nền này nó đau đầu. Well, bạn có thể viết thư cho Ice Frog hoặc là Veil để phàn nàn. Còn Pew Pew thì không cách gì cả. Vâng, Aliens quyết định chọn Crystal Maiden. Mình biết là con Crystal Maiden này chỉ được cái trắng thôi, nhưng mà các bạn nên nhớ là con Crystal Maiden này nó disable Alchemist cũng rất là tốt. Một carry như Alchemist mà bị đóng băng khoảng 3 giây, 2 giây chẳng hạn, thì cũng rất là phế vật. Tông Phu có cho mình Queen of Pain. Đây đúng là cái kiểu line up mà họ sẽ đánh kiểu hổ báo, với Shadowdemon, Enchantress đi roam và Queen of Pain lấy level 6 và sẽ đi roam cùng và sẽ đi land cùng với Alchemist đẩy trụ luôn. Bên phía Tông Phu có hai lượt ban, đó là Gấu và Furion. Đây là hai lượt ban êm thẳng và Emerald Bulldog. Có rất là nhiều ý kiến cho rằng là Emerald Bulldog chỉ đánh được là Gấu và Furion đánh tốt thôi, các hero khác thì Emerald Bulldog đánh không tốt ở vị trí solo land. Thì well nói làm sao cho chuẩn nhỉ. Cũng đúng nhưng cũng không đúng. Đúng là Emerald Bulldog chỉ đánh được một vài hero, anh đánh rất là bá, nhưng những hero khác thì anh cũng đánh được và làm khá là tròn vai, như là Clock chẳng hạn. 5 seconds remaining. Reserve time. Khi mà Crystal Maiden đóng băng Queen of Pain thì Queen of Pain cũng không bay được. Đấy cũng là một trong những cái điểm rất là thú vị.
Park bị loại bỏ. Vâng, chưa có Zero Solo Mid. Chắc là bây giờ TA rồi. TA cho S4 hoặc là Timber Saw. Cũng có thể là Timber Saw nữa. Alien sẽ đánh Timber Saw. Ai. Tom Fu's turn to pick. Ai. Còn trong khi đó thì Tông Phu có lẽ là sẽ lấy solo lane là Windrunner. Windrunner hoặc là Windrunner, mình cảm thấy là như vậy. Windrunner có khả năng lúc đem mà có Shackle cũng rất là tốt. Để có thể gọi là, nhưng mà lại hơi khó. Như vậy thì đội hình của họ cần có một hard stun, có thể là kể cả Beastmaster cũng có thể sẽ được pick. Vâng, vậy là Magnus sẽ đi solo lane cho King J. Thật ra thì Timber Saw của S4 rất là bá đạo. Timber Saw của S4 chơi cho Alien rất là bá đạo. Double kill, triple kill là chuyện rất là bình thường. Vâng, tiếng trống phải nói là có nhiều bạn thì nói là cái tiếng trống này đau đầu. Mình thấy là tiếng trống này rất là nó dồn dập, càng về cuối nó càng dồn dập, làm cho những người ban pick ấy và những người xem ấy, nếu như mà không phải là mệt như chúng ta, như bản thân Pew là cảm thấy mệt, bởi vì mình bình luận từ 2 giờ chiều sau đó nghỉ một tí lại bình luận tiếp thì có mệt, nhưng mà những người mà ví dụ như là đang mới vào xem chẳng hạn, họ sẽ cảm thấy vô cùng là phấn chấn. Chúng ta đến với đội hình ra quân của cả hai đội một chút. Lúc này thì King J, Sunshine, King J sẽ chơi Magnus, Sunshine sẽ Shadow Demon. Banana sẽ là người chơi support còn lại, đó là Visage, MU sẽ là người chơi Queen of Pain và Hao sẽ là người chơi Ankamis. Bên phía Alias đúng như dự đoán thì S4 sẽ là người chơi Timber Saw, Anke sẽ là người chơi Crystal Maiden, Loda chơi Weaver, EGM là người chơi Kay và Animal Dog sẽ là người chơi Bounty. Đang có một sự cố nhỏ ở đây. Với cái đội hình như thế này ấy, thì Team White dễ dàng là dành cho Tông Phu nếu như họ có một con bát đẹp. Nhưng Aliens có thể đi gank được. Và Tông Phu cũng có thể đi gank được với Anchanchess. Xin lỗi các bạn, không phải Visagame là Anchanchess. Đội hình của Tông Phu rõ ràng là dễ đánh hơn. Họ có stun, slow, cứu người, roam được, skill của họ dễ dùng hơn. Team bên phía Aliens họ phải cắn ke và sử dụng chuẩn xác hơn rất là nhiều, đặc biệt hơn Crystal Maiden thì mỏng. Con team ở So thì phải lựa cây. Rõ ràng là với cái đội hình như thế này thì theo mình là Tông Phu sẽ đánh dễ đánh hơn. King J sẽ lên solo top rồi.
Có vẻ như là Bounty sẽ chơi theo kiểu kiểu đi vòng 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 giống kiểu của Na'Vi. Mắt được cắm ra để kinh dây không thể stack kem. The battle begins. Vậy thì kinh dây sẽ phải lên top để farm. Invisibility. Vâng, đúng là combo cũ rồi, bây giờ lại còn bị slow nữa. Có bắp, có bọc giáp nhưng mà giáp bị nerf rồi. Nhưng mà có, chúng ta có thể thấy là có cái Poor Man's Shield chả làm gì được. Cứng như cục đá. Cứng quá không làm sao được. Phía trên top thì King Jay sẽ hit level. Nhưng mà An Ke ở đây thì hạ sẽ harass, nhưng mà Crystal Maiden harass thì cũng không quá là mệt mỏi. Có một số bạn phát hiện đúng rồi, con Timber Saw chính là con máy cưa ở trong Dota 1 đấy. Mà cưa cây xong rồi cắn vào cây đại khái, con đấy chính là Dota 1 đấy. Có một đóng băng rồi. Luna sẽ chỉ harass vào thôi. Em vừa Bulldog rất là khó chịu. S4 với Timber Saw ở mid cũng đang có lượng acid khá là ngang ngửa với Queen of Pain. Vâng, nếu như bạn hỏi là sao còn có 1.200 người, well, bây giờ là 1:30 sáng ở Việt Nam rồi đấy, mình không nhầm, vâng 1:30 sáng ở Việt Nam rồi. Bây giờ là một dust, lúc này sẽ có hai cái stun, đấy chính là ba cái stun thì đúng rồi, một stun. Một stun đè ạ. Tiếp tục một con caution, first blood là cái chắc chạy vào mắt đấy em. S4 với việc tăng một điểm vào cái AM này, càng đánh và độc có ngấm vào thì luôn luôn giữ cho cái AM của S4 ở mức 4, đó là max ở điểm level 1 như thế này. Và hồi máu cũng rất là lẹ. Lại tiếp tục, nhưng mà có Senchi thôi, tiếp tục một stun, không có cái stun thứ hai. Senchi được cắm xuống một concoction. Nhưng mà lượng đem vào là rất lớn rồi, hết cả bọc giáp rồi. Umbro Bundock à. Rajiz. Vâng. Đúng là với việc có những cái sàn đè như vậy thì không hiểu là Bounty sẽ chạy kiểu gì, kể cả được bọc giáp và nhất là sau khi bọc giáp lại bị nerf nữa. S4 với việc là tăng 2 điểm skill 3 luôn, khá là hổ báo. Tăng, vâng, vừa là bọc giáp nữa, máu của S4 không vượt được quá nửa bình, mất máu nữa. À, Cao Ru là con gái, để Cao Ru ngủ thôi. Vâng, Bulldog vẫn cứ loanh quanh ở dưới này. Hết đớt sẽ Senchi rồi à, wow, Senchi cắm đây thì em muốn biết rồi, anh sẽ đi lùa creep về thôi. Dire's top tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Có một bạn bảo là muỗi cắn nhiều quá giờ phải làm sao ấy, có một cách như thế này. Bạn lấy nước mắm ấy. Không phải bạn xoa lên chân và tay. Muỗi nó không cắn bạn ấy đâu. Kinh nghiệm thật đấy, mình cũng khuyên thật đấy. Mà nước mắm mai chỉ việc dùng xà phòng rửa là hết, mà tí nữa trước khi đi ngủ dùng xà phòng rửa là hết. Như thế thì bạn có thể xem Dota một cách thoải mái mà không lo bị mũi cắn. Dire's bottom tower is under attack. Vâng, bây giờ thì không hiểu lắm là sẽ đép kiểu gì với việc là Bounty mới có level 2 như thế này, còn đội hình của
Loda cùng đồng đội vẫn còn ở phía trên top. Còn carry của Trung Quốc thì việc ăn trụ là điều không có gì là đặc biệt và rất là ít khi thường creep. Trong khi đó thì Queen of Pain đang bị S4 đi. Máu hồi nhanh như thế này thì sao? Máu hồi quá nhanh, đã có thể mana rồi. Banana vâng chuối với việc giết được hai mạng và để ăn được một trụ nữa. Việc có thể mana sớm thì khi ngủ anh khi ngủ thì không ai mặc cả. Vâng, mình thì thích thoải mái tự do, tính mình như vậy rồi nên là mình cũng cảm thấy bình thường thôi. Vâng, nếu như mà sau bởi vì là Pew Pew tính giờ là để stream cả trận của Navi nhưng mà Navi đánh muộn quá thì chúng ta sẽ không stream Navi nữa. Mặc dù là cũng rất là nhiều người muốn xem và bản thân Pew Pew cũng vậy. Có một slow rồi, kinh dây chạy vào mắt, kể cả có đẩy đi cũng không đẩy được. Cố gắng dùng skill và cố gắng một pha hú sang bên kia. Đồi rồi, chắc chắn. Loda được bọc giáp, đang cố gắng để lướt đi. Kinh dây một slow, có tele rất khó chịu, chạy rất khéo. Dire's top tower is under attack. Với kiểu chơi ôm carry như thế này và cái kiểu chơi của Loda cùng đồng đội ấy, nó vẫn là như thế này. Aliens vẫn chưa có được cái lối đánh kiểu đa dạng, họ vẫn Loda thì vẫn ham farm và rất là ít khi đi combat cùng đồng đội. Nếu như mà cứ đánh như thế này ấy, một khi bị bắt bài ấy, thì Loda cùng đồng đội sẽ bị chật ngửa. Khi mà đây mới chỉ là vòng bảng thôi. Aliens bây giờ rất là giống với LGD năm ngoái, họ đánh cật lực ở ngay vòng bảng và sau đó thì đến khi mà Winner Bracket ấy thì họ bị bắt bài. Crystal Maiden cùng đây là một cái line up mà pick cây thì thường là như thế. Pick cây thì thường là để bảo vệ carry, nhưng mà có hai kiểu. Đó là để bảo vệ carry cho carry đai trụ như là kiểu của Navi chơi, hay là một số team chơi cây theo cái kiểu đấy. Còn cái kiểu chơi cây của EGM ấy, đấy là bảo vệ carry để carry đi farm. Vâng, có một sóc lọ, sóc thẳng mặt luôn. Cái kịch bản thật sự thì mình rất là cảm thấy là Alien giống với lại có rune double damage và một pha cứa ra để harass rất giống với Navi năm ngoái. Có một chộp rồi, Anchanchet xuất hiện cùng con Usa này. Có một slow rất hay ulti luôn, nhưng chúng ta có thể thấy là cái đóng băng quá tởm và cái bọc giáp của cây phải nói là trên cả tuyệt vời. Anke rất có thể sẽ nằm xuống không được rồi. Một pha cứa tiếp của S4, nhưng Banana đã có cho mình được cái hồi máu. Wow, ra với pha stun có slow đến từ Crystal Maiden. Năm ngoái cũng vậy, LGD rất là bất khả chiến bại những ngày đầu tiên, nhưng sau đó thì một khi họ đã thua ấy là họ không có cách gì kiểu như là vực được lại. Lúc đó thì đã có những cái khoảnh khắc mà người ta nghĩ là LGD sẽ một mạch lao thẳng về chức vô địch hoặc là ít nhất là vào chung kết. Bọc giáp này không giết được S4, vừa có skill 3 mà vừa có bọc giáp mà chắc chắn là giết được. Bounty của Emerald Bulldog bây giờ con giày và 700 tiền. Thật sự thì với việc Hao đang có 2.100 tiền và giày phây như thế này thì có thể là mạng này của Emerald Bulldog sẽ chết. Nếu như bây giờ với việc là cắm Sentry xuống và cả có Dust nữa, sóc lọ rồi. Có chộp là cái chắc chạy. Không thể nào mà chạy được.
chỉ muốn chết thôi chứ không thể nào mà chạy được. Không thể nào mà chạy được, mình đã bảo rồi, bây giờ cố gắng. S4 xuất hiện rồi. Đèm cứa quá đâu. Tiếp tục là banana chuối đi ra. Nhưng mà giết S4 thì không thể bởi vì là không có stun. Muốn giết team Bonsor thì có stun hoặc silent. Mù sẽ cướp roll hay là sẽ một pha cướp roll thật đánh của S4. Cuối cùng thì lại là run top. À đâu, run bot ăn được rồi, nhanh quá mình không kịp nhìn. Hào sắp có được lô thà rồi. 10 phút lô thà cùng giày phây rất là tốt. Mặc dù Lassit hơi thuật tí so với Weaver. Go per minute của Hào bây giờ vẫn đang là tốt nhất với 400. Ở 10 phút thế này cũng rất là ok thôi. Với việc ăn được trụ và giết được người nữa. Lô đà đã full slot đồ để ở nhà rồi và anh cần phải mang ra. Chiến thuật của Lô Đà và đồng đội thì mình các bạn có thể hiểu được. Cũng nhiều chiến thuật đấy chứ. Như là Naga hay là Sven Magnus, Naga và kiểu Daxia cũng được. Nhưng mà rất là nhiều chiến thuật, nhưng mà đánh chung quy lại vẫn là kiểu đánh là ôm carry. Radiant's top tower is under attack. Ôm Lô Đà farm hay là 4 người đi combat và Lô Đà farm. Hào quá ghê rồi, bây giờ có lô thà rồi. Radiant's top tower is under attack. Việc có Crystal Maiden thì chả ai thiếu mana cả, ai cũng đầy mana. Anchanchat sẽ lên ơn và sẽ tham gia roam chăng? S4 xuất hiện, không cướp rune được rồi. Đó là rune Envy. Và chắc chắn là Mu sẽ là người ăn rune Envy này thôi. Lượng vàng chắc là lúc này là hơn 3.000 game bên phía Tông Phu. Dota 2 có X-Zin, Dota 1 X-Zin là skill gì? À quên, là hero gì? À Xin, mình vẫn nhớ con Xin này. Hồi nó mới ra và trước khi bị nerf, mình chơi là thường xuyên được double kill, triple kill và được 2 lần được rampage. Bộ skill con này, bộ skill. Vâng, có sóc lọ rồi. Thôi rồi Lượm ơi, quả này chết là cái chắc. Chạy vào mắt ulti luôn. Ôi rồi cái bọc giáp, quá tuyệt vời. Nhưng mà cũng không đủ, Alchemist đánh cũng quá đau. Nhưng mu của này chắc chắn là sẽ play kia thôi. Trong khi đó thì có một chộp hỗ trợ đến từ San Sheng rồi. Không sao cả, carry của họ vẫn còn sống nhăn răng. Bị đóng băng quá khó chịu. Cái đóng băng của Anke thì để counter Queen of Pain rất là tốt. Radiant structures are fortified. Không làm, không thể solo kill được. Có đẩy đi của Magnus thì không thể solo kill được. Radiant's top tower is under attack. Các bạn thấy không? Loda sẽ tiếp tục ôm farm. Như ví dụ như trong một vài tình huống ấy, nếu như mà là Na'Vi chẳng hạn, các bạn thấy không, đánh nhau ấy thì Xbox sẽ tele. Và các bạn nhìn ấy, cùng là con Weaver ha. Cùng là Weaver, cùng là có bounty của Emerald Bulldog. Cái cách đánh của Na'Vi và Aliens hoàn toàn khác nhau và dường như là đối lập nhau. Cùng y hệt cái này. Không phải là y hệt nhưng các bạn có thấy nó giống không? Bulldog lúc này thoạt là một chuyện rồi, trình độ là một chuyện. Nhưng Emerald Bulldog sẽ đi farm quanh để thêm level, thêm item này khác là như vậy. Và họ sẽ ôm mid khi cần thiết để counter gank thôi. Còn Loda thì sẽ cắm mặt vào farm. Bây giờ thì có một cái smoke gank. Có một cái smoke gank. Nhưng mà gank thế này thì cũng chỉ giết được một support thôi. Giết được có thể là Anchanchess. Còn giết được Anchanchess. Giết được Anchanchess. Giết được Anchanchess rồi có cả Crystal mới được. Có hồi máu rồi. Hồi máu rất là im bang nhưng mà không đủ. Tree Hugger.
ngày hôm qua thì người farm tốt nhất ngày hôm qua và đứng đầu đó là Xbox. Sàn sen cứa không đến nơi, một xong lọ của Hào ulti luôn để giữ cho Loda không thể chạy. Hú quá đau, thế thì quả này EGM chết rồi, chết trước khi kịp chạy đi, nhưng mà ra được ulti. Mù vẫn kịp blink đi trong tình huống vừa rồi, mặc dù là S4 đã làm tất cả mọi thứ. Mù lại uống bình này đầy máu rồi, chắc chắn là blink đi được rồi. Kuda blink rất là nhanh, trong khi đó thì S4 đau quá. Pha nổ độc vừa rồi của Shadow Demon. Còn Loda, Loda có thịt được support, đó chính là một ơn vào mặt, một ulti. Không thể tin nổi, nhưng dù sao thì Hào cũng giết được. Mù cũng phải ulti tuyệt, không thể tin nổi ngay trước mắt. Các bạn có hỏi nick Yahoo của mình thì Yahoo của mình không dùng. Yahoo của mình có dùng nhưng mình không kiểu như là không dùng để cùng đến ấy. À, còn cả Facebook cá nhân thì mình cũng không dùng nhiều. Mình hoạt động chủ yếu là trên fanpage. Hoạt động rất là chủ yếu trên fanpage. À, mình cập nhật fanpage thường gần như là hàng tiếng đồng hồ. Cứ vài tiếng là cập nhật, nhưng mà Facebook cá nhân thì phải hàng tháng mấy tháng rồi mới cập nhật được một lần. À, vâng, xin chưa có trong Dota 2 bạn ạ. Xin chưa có được Dota 2. Dota 2 kể cả trong Captain Mode ấy có rất là nhiều hero chưa được vào bởi vì nó chưa cân bằng. Iceforge muốn là đấu trường chuyên nghiệp của Dota 2 nó cân bằng 100%, nên là anh rất là đắn đo trong việc từng hero một và Captain Mode và chỉnh rất là nhiều. À, nếu như các bạn để ý trong thời gian qua ấy, thì cái lịch trình chỉnh map của Iceforge đó là Dota 1 ra một bản, sau đó thì vào bản test của Dota 2 rồi mới vào Dota 2. Nên là Dota 1 có thể có được nhiều cái chơi hơn là Dota 2 tại thời điểm này. Có được Ronin V, một phát đẩy ulti luôn trước khi đẩy. Đẩy tuần không thể tin nổi. Không đủ đen để kết thúc rồi, sẽ bắn cây và đi thôi. Không thể. Tông Phu đang hình như bị giật mình, hoặc là họ đang rất là run tay. Radiant's top tower is under attack. Radiant's top tower has fallen. Không thể tin nổi, Tông Phu lại có thể làm những điều như vậy. Hao có vẻ như là sẽ lên thẳng AC. Trước đây thì mình có làm guide hero bằng video, nhưng mà những cái comment nói rằng là bởi vì trình độ của mình chưa cao nên là mình không làm gai nữa, mặc dù có nói rõ đó là chỉ là gai cơ bản cho những bạn làm quen thôi. Nhưng mà hầu như những bạn vào xem thì nghe, mặc dù cô đấy là cô đầu tiên mà không quan tâm lắm. Sẽ ra... Nên là mình không muốn làm nữa, mà để cho các bạn tự chơi. Có một pha smoke đi xuống Hao. Nhìn thấy rồi, San Sheng hoặc một trong hai người này sẽ chết. Và rất có thể đó là San Sheng. San Sheng rồi. Nhưng San Sheng sẽ có một pha lật. Anh có một pha tự chộp cứu rồi. Một sóc lọ vào mặt nhưng cái đóng băng rất khó chịu. Blink ra giết ngay lập tức. Bây giờ là một track vào người rồi. Ulti luôn trước khi đêm làm trời. EGM sẽ nằm xuống, một pha đẩy ra rất hay của King Jay. Một pha hối lỗi của King Jay cực kỳ tuyệt vời. S4 biết chạy đâu bây giờ. Ulti luôn đến từ băng lên. Team wide rồi. Loda vẫn đang đi farm. Anh farm bằng được Lincoln thì thôi. Rất là tuyệt vời trong pha xử lý vừa rồi. Nếu như các bạn để ý ấy, thì Shadow Demon không hề vội vàng một chút nào. Anh đợi đồng đội đến rất là gần, mặc dù biết là chết nhưng anh kéo thời gian để đồng đội đến thật gần rồi mới dùng skill.
đến Hao, chúng ta có thấy là một team Trung Quốc như là Tông Phu mà Hao còn tham gia đánh nhau nhiều hơn ở lô đà của Aliens. Ngày hôm qua cái lô đà là người giết được nhiều nhất, mặc dù chơi carry ngày hôm qua là anh theo mình là bởi vì họ thắng 6 game liền. Chứ còn tính về độ hổ báo thì không có ai tranh cãi là lô đà hổ báo hơn được. Vâng, vừa cắm Senchi xuống thì lại cắm mắt ra. Chúng ta có thể thấy được rằng là bên Anke rất là thông minh, rất là cáo. Chất lượng các bạn, với những bạn nào mới xem kênh stream của Pew thì mình nhắc lại một lần nữa là các bạn không chỉnh được chất lượng đâu. Hoặc là các bạn xem thế này hoặc là không thể chỉnh được. Đây là những gì tốt nhất các bạn có thể xem rồi để không bị lag. Hòa cờ tất cả các bạn. Và mình, các bạn đừng gọi mình là S. Mình là Pew, không gọi là S. Mình không hút chích, không sida nên là không S. Mình là Pew. Vâng, Admiral Bulldog có một cuộc roam. Vâng, anh ấn in vì ngay đấy. Mình không nói hành động đó là núp, nhưng mình thấy nó rất là buồn cười. Tầm nhìn nó hoàn toàn mắc kinh dây có thể cảm nhận được. Lại còn một ông nữa giải thích S là admin. Dạ vâng, em biết S là admin. Ý của em ở đây ấy là đừng có gọi em là S, khổ lắm. Dire's middle tower is under attack. Có một ông giải thích với mình S là admin bị chộp rồi. Vâng. Timbersaw sợ nhất là bị silent. Timbersaw thì sợ nhất là bị silent như vậy. Và mu lên trượng silent để đi gank Timbersaw là cực kỳ chuẩn xác. À, hôm nay mình hơi nghiêm túc á. Bây giờ ấy là mình còn bình luận được ấy là tốt lắm rồi. Từ 2 giờ chiều đến giờ đấy. Đây là wow. 9 người thì 10 ý. À, lúc tối bình luận thì có ông đề nghị là bình luận không nghiêm túc tí nào cả, đề nghị là nghiêm túc lại. Bây giờ thì lại có người bảo là không nghiêm túc thôi. Cái này tùy hứng bạn ạ. Không có sức thì không thể ra được hơi. Net worth của Alchemist lúc này cao nhất. Vâng, Hao, anh vừa farm được, anh vừa tham gia combat được nên là việc đứng nhất bảng mình nghĩ là bậc 3.400 năm, chính xác là 3.500 tiền rồi và vẫn chưa mua đồ. Mình bình luận thì có mệt, tất nhiên là có mệt rồi, có phải là Superman đâu, mình không có cái xịp nào màu đỏ cả. Đúng là một team Trung Quốc đánh với lại một team châu Âu, nhưng mà rất là đáng tiếc lại là Aliens. Trận đấu 23 phút mới có 15 mạng. Đã bảo rồi, đến cả kinh dây còn đi đánh nhau nhiều hơn là Loda mà. Loda bây giờ có Lincoln. À, có Lincoln thì bây giờ anh khá là đổ báo. Bây giờ có Silent rồi. Tưởng có Lincoln là hay à? Tưởng có Lincoln là hay à? Vẫn kịp ulti, còn đúng một cái hit gọi là một tí tẹo cuối cùng nữa. Rất là đáng tiếc cái tình huống vừa rồi. Radiant's middle tower is under attack. Quá may mắn cho lô đá bị uống vừa rồi. Cái trụ này chắc không ai đép nổi rồi. À không, họ quyết định sẽ đép. How? Quá tuyệt vời. Chạy đi đâu được bây giờ? Wow. Shadow Demon vừa deny được trụ, vừa ăn được mạng của Timbersaw luôn.
Network mà bạn buyback ấy, tất nhiên là bạn sẽ bị sụt network. Network là tổng hợp cả đồ trên người, đồ ở trên người và lượng tiền sẵn có, cũng như là cái mạng Q các kiểu đó. Dù như Crystal Maiden ha, 450 với cái Magic World này hình như là mình nhớ không nhầm là 500 mấy ấy, hay là 1000. Ok, 1000 Magic Stick cái chỗ này cộng vào chắc là khoảng 1300. Ok, 1300 hoặc nghìn, cỡ 1500, thêm một tẹo nữa, nhảy rồi thấy không? Mua Crystal Maiden chưa mua gì cả nhưng mà nhảy xuống còn có 1100 này thấy không? Còn có 1100 này. 450, còn có 1100 thế nó nhảy không? Trong khi đó thì tiếp tục là xong rồi. Ulti quá tuyệt vời từ KJ, một pha đẩy ra phía sau Silent rồi thì không hiểu, quá hay. Nhưng mà cái ulti của Ake rất là tuyệt vời, giúp cho đội hình của Tông Phu không thể di chuyển nổi. Và ulti ngược về phía sau. Vâng, Bernard đang cố gắng để deal damage. Có buyback đến từ Mu rồi. Pha ulti quá hay của Ake. Cái này thì mình nó có liên quan đến mạng bạn ạ. Cái network này nó có liên quan đến mạng. Ví dụ ha. Ok. Các bạn sẽ nhìn, ok, 1600 tiền này. 1600. Bây giờ thì vẫn chạy kịp, nhưng mà không hiểu Bernardo có chạy được không, bị đóng băng như thế này rồi. Hết hồi máu rồi, chắc chết rồi. Đến lượt San Cheng. Vâng, 1800 ha, chưa mua thêm đồ. Vâng, có thêm tiền 1800. Xem chi cắm ra San Cheng sẽ nằm xuống. Rồi mất rèm mất rồi. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's top tower is under. Radiant's bottom tower has fallen. Có vẻ như là Alchemist cần có thêm đồ thì phải, anh vẫn chưa thể tham gia đánh nhau và cần tìm. Dire's top tower is under attack. Team 1 không phải là Na'Vi bạn ạ, team 1 là Tông Phu, nó có tên ở đây này bạn ạ. Nó có tên ở đây mà. Dire's top tower. Bên phía Alien sau khi ăn được chủ, họ sẽ lấy lợi thế này để đi ăn Roshan rất là nhanh. Vâng, bây giờ thì rất là nhiều bạn muốn sửa, mình nói ok, đây là Alchemist, đây là Anke, đây là Weaver, được chơi bởi Loda. Rất là dễ nghe thôi, nếu các bạn cảm thấy khó nghe đang buồn ngủ bực mình đấy, bình thường là hiền, đang mệt đang bực mình đấy. Đây là Twin Protector chứ không phải là cây ha. Mở sách từ điển trang 1, mở phần giới thiệu về Pew Pew, giáo sư tiến sĩ nghiên cứu học. Ulti luôn từ KJ, đẩy lại chuẩn xác rồi. Ulti đến từ cả chuối và San Cheng, bắp đèm cứng vô cùng, bây giờ mới có chói, kết thúc được rồi. Dire's top tower is under attack. KJ có vẻ như là anh khá là cay cú thì phải. Mặc dù EGM chỉ là một support nhưng mà thấy cơ hội giết được, anh đã gồng gánh lên và dùng hết cả một bộ skill. Loda đã có được đề xô rồi. Loda đánh luôn luôn là như vậy, anh đánh rất là cẩn thận. Mu sau khi lên được trượng Silent thì chắc là sẽ lên BKB. Lượng vàng chênh lệch lúc này là bằng 0. Mọi thứ đều có thể xảy ra, mặc dù là Tông Phu họ đang dẫn về Q nhưng lại thua về farm một chút. Radiant's middle tower is under attack. Vâng, Hào có 3500 tiền rồi, không hiểu là Hào có lên hớt bây giờ không, tìm lợn. Radiant structures are fortified. Chủ này chắc nằm xuống rồi. Radiant's middle tower has fallen.
Queen of Pain vẫn chưa đi về, anh hình như là muốn farm bằng được BKB thì phải. Kinh dây cũng sẽ lên BKB theo mình là như vậy. Và Alchemist cũng vậy. Anh muốn tham gia combat thoải mái hơn với BKB, sau đó mới lên hết. Một sự lựa chọn an toàn. Mù lúc này vẫn đang chảy cố ở dưới bot, chưa hiểu là đẩy có thể vấn đề gì, mặc dù không có thể tele văng, bây giờ thì mới tele. Trụ mid của Aliens vẫn còn ở đây khi được bắp máu, không thể nào mà push được, rất là khó chịu. Dire's middle tower is under attack. Không thể nào mà đánh đổ được cái trụ, bực không chịu được. BKB rồi. Cuối cùng thì cũng đã có BKB với việc Alchemist lại được bắp bởi Magnus như thế này. Vừa đánh lan lại vừa đem to. Đây chính là lý do vì sao mà Alien ít fan hơn là Na'Vi, là vì như vậy. Cái lối đánh của họ nó không kiểu quyện vào nhau mà không đẹp mắt. Loda chơi rất là chắc bài. Kiến lên đề xô không bị mất tác dụng bạn ạ. Phát đánh đầu tiên vẫn là trừ giáp, phát đánh thứ hai thì không trừ giáp nữa. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Với những bạn nào mà đang thắc mắc, bên này là mấy giờ? Bên này 5 giờ sáng rồi. Radiant's bottom tower has một pha đổi trụ. Hào cũng cố gắng ăn trụ mid nhưng lại cuối cùng Creep là người last hit được. Bulldog cũng sắp có được BKB cho mình rồi. Regeneration. Với những bạn mà đang chuyển từ Dota 1 sang Dota 2 thì mình rất là sẵn sàng để giải thích những cái mà khác biệt, để các bạn có thể có được cái cảm nhận tốt hơn. Lúc này thì có lẽ là một pha combat mà không có buyback thì một team ở đó sẽ mất có thể là mid Rex hoặc là một land Rex Sky, khi mà lúc này thì tất cả các hero đều rất là nhiều đồ. Những carry như là Alchemist và Weaver sẵn sàng ăn một Rex Sky lập tức, chỉ cần một combat không có buyback. Và buyback bây giờ thì hai carry của hai bên đều có thể buyback, và team Berserker của Alien sẽ thôi. Nên combat bây giờ rất là quan trọng. Radiant's top tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. Vâng, chúng ta thấy là trụ đập bị carry của hai bên đập như thế này. Vậy là bên phía Alien sẽ được trụ trước. Sẽ cần phải có tele. Chạy cối ăn được trụ rồi. Tiếp tục là creep ăn được trụ, rất là đáng tiếc. Queen of Pain vẫn không tele về. Bây giờ thì họ mới tele về với một pha đổi trụ thôi. Hơi đáng tiếc một chút là năng lượng vàng chênh lệch bây giờ bắt đầu nhỉnh ở bên phía Aliens rồi. Nhưng mà theo mình thì để mà carry thì Alchemist vẫn có một cái lợi thế nhất định hơn. Alchemist thứ nhất là cứng hơn, tốc đánh gọi là, và cái khả năng đánh lan như thế này thì team wipe nhanh hơn là Weaver. Weaver phải đánh từng phát một. Một trăm tiền, không biết là bây giờ Hao sẽ lên bass trước hay lên hớt trước. Lên bass trước thì đánh nhau ngon hơn, nhưng mà nếu như mà lên hớt trước thì an toàn hơn.
Lâu rồi chưa thấy style lên búa sét. Akamis lên búa sét hoặc là và Basher. Mad Madness. Vả như điên luôn. Có mở smoke rồi, phải chăng là họ nghĩ là sẽ có một pha push top, nhưng thật ra thì đội hình của Tông Phu ở dưới bot họ cũng smoke ở dưới bot. Có vẻ như là họ sẽ smoke thành công nếu như chỉ có một mình Hào ở đây, và anh rất là xa đồng đội của mình. Vâng, Hào sẽ phải về ôm đồng đội rồi, chắc chắn thôi. Cái thời điểm mid game và late game như thế này, mid game và late game như thế này mà không ôm nhau, chỉ cần đi lẻ là chết chắc. 5.000 tiền cho Alchemist của Hào rồi. Banana ở lên trượng xanh cũng là một cái ý kiến rất là hay, bởi vì Banana bây giờ hoàn toàn có thể deal một lượng đam rất là lớn đến những hero như kể cả là Bounty nếu như mà hết BKB hay cây, và Crystal Maiden chắc chỉ 2 hoặc 3 ném là sẽ chết trong combat, chưa kể là Mu lại núp đem vào với lại Silent nữa thì team và so cũng phải cẩn thận. Team và so lên hút rất là cứng, mà có lẽ là lên giáp băng thì phải. Vậy là sẽ có bass 2 cho Alchemist sớm thôi. Chúng ta có thể thấy được rằng là chỉ còn có 2-3 trăm nữa thì sẽ có bass 2 cho Alchemist. Còn BKB cũng đang được hoàn thành ở trên Magnus. Vâng, bass 2 rồi. Weaver bây giờ cần phải cẩn thận. Weaver bây giờ hoàn toàn có thể bị Queen of Pain và Alchemist focus cho đến chết. Vâng, gặp ngay phải một team Trung Quốc đánh với lại Aliens nên là ngày hôm qua Invictus Gaming với lại Aliens đánh cũng y hệt như thế này. May mà có một cái pause tai nạn đến từ Valve và làm cho mọi thứ trở nên bất ngờ, chứ không thì khoảng 40 phút Aliens muốn ăn Roshan. Vẫn đang cố gắng farm. Cả hai bên đều dằn giữ nhau ở khu vực Roshan. Với những pha hú này thì clear creep rất là lẹ. Cả
cả hai bên đều không quyết đoán là ai sẽ ra trước. Đầu như thế nào, đầu như thế nào, chúng ta có thể là ulti của chuối. Crystal Maven bên phía Aliens cũng mua smoke và Archangest cũng vậy. Họ biết rằng là họ cần phải lao vào nhau và muốn được có lợi thế đó thì cần có smoke. Alchemist sẽ lô thà đi vào, nhưng họ có mắt ở đây, họ nhìn thấy thừa. Phát hiện ra rồi. Lại còn bị Roshan nó đấm bass nữa, mày quá, không nghĩ sao cả. Quá cẩn thận. Vâng, mô ulti đi luôn, kết thúc của Crystal Maiden rồi. Bounty đã bật BKB lao ra, nhưng EGM cũng nằm xuống ngay lập tức. Hào với BKB ulti quá tuyệt vời của King Jay. GG well play. Loda cũng đã nằm xuống rồi, mất hồi sinh rồi, mất hồi sinh rồi. Đã có buyback từ S4. Một pha combat tuyệt vời của Tống Phủ. Mà không hiểu lắm là Mu tại sao chạy theo hướng này. Một Shuriken không tê lê được rồi. Chả hiểu Mu tại sao chạy theo hướng đó. Đánh ngáo max level. Lúc này thì lại phải đợi Queen of Pain rồi. Queen of Pain có... Well, Queen of Pain có buyback. Queen of Pain có buyback. Alchemist vẫn để tiền để buyback thay vì là mua đồ. Timber so hổ báo. Đã có sóc lọ. Vâng, phải ulti ngược lại phía sau rồi. Buyback từ Queen of Pain. Đã có ulti từ San Sheng. S4 đã phải dùng skill để chạy đi. Vâng, wow. Aliens đang cho thấy mình không còn phải là một team châu Âu đúng nghĩa nữa. Bounty của Bulldog lên Basher. Đây có vẻ như đây không phải là một quyết định hay. Bounty lên Basher mình đấy, mình thấy nó không hay. Thật sự là như vậy. Wow, 5.600 tiền. Cả hai đội này đều gần như là chắc ăn vào vòng trong ở Winner Bracket rồi. Invisibility. Sáu nghìn hai trăm tiền mua đồ, đánh nhau đi cái coi. Cây lên Vlad để hỗ trợ bounty, ví dụ hỗ trợ push Mekan nữa, còn đội Anke như đang cố gắng lên BKB rồi phải. Sẽ có smoke có không?
Regeneration. Oh my god. Queen of Pain cuối cùng cũng đã mua cho mình được cái 2007 để lên Hex. 3 sai được lên cho Alchemist, mà Alchemist vẫn còn 3600 tiền, còn Loda thì đã lên được Deathless. Nó an tiền. Vãi cả còn lẹ coi, lên cùng hết là đá rồi. Với AC và gặp nhau rồi. Có gặp nhau rồi, BKB, cuộc chiến của những cái BKB, ulti đến từ... Chúng ta có thể thấy là ulti đến từ Mu không hề giải quyết được vấn đề gì. Ulti quá tuyệt vời của King Jay, bây giờ là chém lan. Nhưng S4 xuất hiện với những pha cứa quá đau đớn, Alchemist đã phải bay back rồi. Trong khi đó thì Giáp Băng đã bật Ghost Captor để chuối chạy đi. Quả chuối này dễ bị gọt rồi. Vâng, vậy là đã bị bóc chuối trong tình huống vừa rồi. Có một pha stun đôi. Mu ulti khi mà đội hình của Alien toàn là BKB. Radiant structures are fortified. Và vâng, nỏ của An Dương Vương. Vâng, còn đệ của An Chen Chess vẫn đang đi đẩy trụ. Magnus không có ulti trong một phút nữa. Và có stun được rồi, EGM nằm xuống ngay lập tức. Bây giờ là Silent và Bass 2. Chắc chắn là Loda chạy vào mắt rồi. Nhưng tiếp tục là đến Ankea. Vâng, Ankea chạy bằng mũi. Còn S4, vâng, S4 chạy bằng chân. Nên là anh đã làm được cái điều mà anh muốn. Tiếp tục một blink theo rồi. Bá thế này thì sao đuổi. Nhưng đang bị slow. Có Silent rồi. Rất hay. Và ra cướp rune, đó là rune regen. Rồi bay lên đuổi theo S4. Liệu có highlight? Chộp lại rồi. Mu ở phía sau chặn đường. Rồi bây giờ là không được rồi. Chạy chậm này thì. Rồi còn bị Silent nữa. S4 cũng đầm xuống. An và Bulldog đi ra để có một pha diễn xiếc rồi anh lại đi về thôi. Dire's middle tower is under attack. Họ đẩy lại rất nhanh với việc hao có AC và Bass 2 thì đập trụ là chuyện cực kỳ đơn giản. Double damage. Chắc là hết game này mình cũng đi ngủ. Vâng, hai Queen of Pain lên giáp băng thay vì lên Hex. Không, mình chẳng để delay gì cả, để bình thường. Mà stream lúc nào cũng auto delay mà. Auto delay 20 giây. Cuối cùng thì Magnus cũng có BKB. Thế này mấy team Trung Quốc gặp nhau, gặp phải Aliens mà đến khi mà đánh vòng Winner Bracket hay là chẳng may mà đánh ở Loser Bracket mà Tông Phu với Aliens gặp nhau chắc game 90 phút quá, chắc khỏi stream ngồi đợi kết quả. Má, đây hai đội, một đội đứng nhất bảng, một đội đứng nhì bảng gặp nhau vẫn còn kéo nhau thế này. Mà đây cái trận đấu này chả giải quyết được vấn đề gì, có thắng hay có thua hai đội đại chả có vấn đề gì. Thế này thật ra thì Aliens họ bá đấy, nhưng mà không có fan như là Na'Vi là đây chính là lý do. Mặc dù là một team châu Âu nhưng mà lối đánh thì chắc là đậm chất Mông Cổ. Còn farm còn tham farm hơn cả team
của Trung Quốc, Hao còn tham gia đánh nhau nhiều hơn là Loda. Dire's top tower is under attack. Trụ nằm xuống rất là lẻ. Có bọc giáp, chả giải quyết được vấn đề gì cả. Anke đã chém trụ thì làm sao cản. Dire's top tower has fallen. Rồi, bây giờ Amon Bulldog ulti luôn, có thể vào Amon Bulldog 3 nằm xuống rồi. Bây giờ thì bị silent. S4 mà bị silent thì không khác thì phế vật, nhưng mà Hao nằm xuống quá nhanh thì không có đem. Bây giờ thì vâng, nằm xuống không có điều đem thì quả này chạy re. Chạy thôi, San Cheng chạy đi đâu được bây giờ, chạy bằng mũi à? Đúng là chạy bằng mũi rồi rớt cả gem luôn. Còn vâng, bây giờ đến chuối. Chuối đang bị hai thằng bóc luôn. Rất là đáng tiếc, quả này lại chạy bằng mắt rồi. Chạy đi đâu đấy? Vâng. Cũng nằm xuống thôi. Ngay sau đó thì họ lấy lợi thế để ăn Roshan. Mình nghĩ đây là game đấu hay nhất của buổi tối ngày hôm nay, cuối cùng lại quay ra là một trong những game đấu. Well, có lẽ là game đấu này rất là hay với những người mà hâm mộ Dota của Trung Quốc theo kiểu là nín thở đợi combat và để xem họ combat như thế nào. Thật ra pha combat vừa rồi cũng rất là bình thường. Invisibility. À, thêm một lý do nữa tại sao mình hay stream Navi. Navi mà thắng là thắng rất nhanh, mà thua cũng là thua rất là lẹ. Navi ít khi chảy cối lắm. Game của Navi mà dài thì thường là team bên kia là ngang cơ Navi, hoặc là kiểu như là team kia chảy cối đép thôi. Đấy là từ góc nhìn nhận riêng của một caster. Gặp mấy cái team thế này thì một ngày team của Samurai chậm thôi. Chúng ta có thể thấy là chém Amro Bulldog không khác thì một tờ giấy. Đau thế kia, Mecha đang mở lên. Vâng, Amro Bulldog không khác thì một tờ giấy luôn. Gõ hai gõ chết. Ăn ke nó không chịu mút đồ. Nó một đống tiền nó không chịu mua đồ, có chết hoài. Lên theo cục hớt làm sao giết được. Giết được nó bằng mắt. Mẹ ơi, gần tiếng đồng hồ con. Ôi mẹ ơi, một tiếng đồng hồ mà có cỡ khoảng 40 mạng. À, gần 10 tiếng stream rồi, mắt mơ ra đi. Chạy đi đâu? Lên Hex bây giờ mới lên Hex, lên cái giáp băng chẳng thấy quyết là vấn đề gì. Queen of Pain lên đồ, Mu lên đồ buồn cười quá. Loda trong khi đó vẫn cũng có 6.000 tiền. Hào lên Manta.
Vâng, có ông bảo ngày trước xem một trận đế chế 4 tiếng. Thế cũng may là tôi không làm bình luận viên đế chế. Không chắc tôi quit bình luận từ lâu rồi. 4 tiếng bình luận một game rồi. Tôi ngồi khóc luôn. Rồi, chộp được. Chộp được Loda rồi. Mà không có gì cả. Dire's bottom tower is under attack. À, mình có bị cận bạn ạ. Mình cận nhưng mà không đeo kính thôi. Bây giờ mà tầm khoảng 3-4 mét là không nhìn thấy gì. Không đọc một chữ. Nhìn thấy vật thôi chứ không nhìn thấy chữ. Mẹ ơi. Bây giờ Magnus mà nó gom được cả team là GG. Rồi, stun đấy. Stun được rồi. Chộp lại từ Sunshine. Bóng của Loda nó phải. Bóng của Loda nó phải. Vãi cả lâu. Có một ý kiến bảo tôi hòa đi cũng được. Ông đang chat bảo tôi hòa đi. Có gì save lại mà đánh tiếp. Tôi mệt lắm rồi. Hòa đi. Vốn hòa đi. Chả ai mất máu cả. Một pha bọt ra lại đi vào. Rồi là đi về farm. Mẹ ơi. Wow man. Lượng vàng chênh lệch lúc này là wow, gần 5.000 người bên phía Tông Phu. Oh my god man. Ờ, có Mitsuki gọi à? Ờ, Mitsuki gọi à? Không để ý. Đêm hôm buồn ngủ rồi, gái gú dạ. Gì? Cái gì? Dạ, ba đây chán. Muốn tâm sự gì? Chán tâm sự gì cả. À, thế hả? Tôi tự dưng cứ gọi, có chuyện gì mới gọi. Hả? Gọi cho Miu tỉnh ngủ. Tỉnh làm ra được, mình miễn dịch với gái rồi nên là gọi như thế rồi. Mình là không, tại vì nãy mình đang buồn ngủ tự dưng vào combat phát Bill làm tràn tận ngủ à. Thế vừa bây giờ game này chán quá, đánh khiếp 60 phút chả chữa đánh nhau. Aliens còn đánh, còn Aliens đánh thật không khác một team cỏ của Trung Quốc luôn. Vừa có xem Navi đấy không hả Mitsuki? Không, xem thấy thắng ván đầu xong cái rồi chơi game luôn. Game 2 rep. Không, xem game 2. Game 2 rep một cách gọi là vỡ trận luôn. Ai rep 2? Ai rep 2 là Navi rep như ai rep 2 là làm quái có chuyện mà UFC mà rep được nó Navi. Mẹ ơi. Đánh gì không biết. Quả này mà nói chị mới biết lại kêu mẹ ơi. À thì đây ăn đây là kêu. Ôi thì trời ơi khổ. Giờ chả biết phân tích cái gì đâu. Wow, bây giờ nhìn vào cái đội hình này thì bên nào cũng có thể lết được. Crystal Burden cũng chuẩn bị. Wow, chắc là farm BKB. Weaver full đồ kìa. Đâu còn slot nào đâu, cùng lắm mà thay bằng giày bay thôi. Còn cái gì đâu, full đồ rồi. Bắt tờ Daedalus.
Anke rely có lên hả, cái gì rely có lên carry được không? Rely lên mạnh nhá. BKB ừ, BKB sóc lọ level 5. Ui mù chết rồi. Tỉnh tỉnh quá, tỉnh quá, tỉnh và rất là đẹp trai. Một sóc lọ, một Dragon 5 xong rồi đứng ulti rồi. BKB đứng ulti. Lại thêm team trong đồng trong team á, đồng đội mà lên cái Force Staff ấy. Thấy bọn nó đi cái này Force Staff lên ulti tiếp ha. Ôi quá hay, tuyệt vời. X-Men level gọi là N cộng. Rồi Weaver hình lên AC thì phải, hình lên AC hoặc là lên. Rồi anh bán cả giày đi Weaver, không không dùng giày luôn. Weaver là mấy chân ta? Chả hiểu lắm lên đi. Rồi smoke rồi, thấy chưa, Tông Phu đánh còn hổ báo hơn là Aliens thật. Mình chả ghét gì đâu, mình chả gì đâu mà thật. Tông Phu smoke đi ganh, carry họ vừa farm vừa ganh. Lút đả farm hoài. Farm chán người. Họ giết đi. Không mà hai team thế này chắc smoke xong cũng vẫn gặp nhau đâu. Mày khác nào đi thẳng. Vậy không được nhau nữa. Nói về gì, mình là người rất là trí công vô tư và rất là kiểu giết đi. Ui yo yo quả lên mẹ. Tôi ngồi đến đau cả bụng luôn, chả lẽ off stream đi vệ sinh đây. Trời ơi xem mấy game trời, nhìn thấy nhau lại đi về kìa. Mày ngồi vào có trụ đi, đúng rồi. Lại còn con cây nó bắp trụ nó thì push đến bao giờ đấy chứ. Rồi hai hit bật ghost may quá, biến làm rồi, BKB lên rồi. Trong khi đó thì cuộc chiến của BKB có sóc lọ và kinh dây gần như chết ngay. Kinh dây không kịp double kill rồi, ulti đến từ mô nhưng cũng chẳng triple kill rồi, chạy không được, không kịp rồi, còn mỗi một mình hào sống như này. Rất nhiều bài bác, rất là nhiều bài bác, rất là nhiều bài bác. Sanseng vẫn còn sống trong cái tình huống chả hiểu sao anh vẫn còn sống. Bulldog chạy theo lại hổ báo cáo trồn không cần thiết rồi. Lại đi về farm tiếp mà nhảy cho dễ thương quá. Trời giờ này còn dễ thương, tôi thấy bây giờ hero nào cũng xấu hoắc kìa. Sập server đây để đó nhảy cho dễ thương mà. Trời ơi dễ thương. Phim hoạt hình level veo à? Trời ơi, lại đi về farm tiếp kìa. À đấy, nó còn vào Roshan kìa thấy không? À Roshan kìa, đập lẹ ông. Đang có ulti, mặc dù bị track cũng không ngại thì bán luôn. Rồi ulti rồi, bật BKB lao vào đi, tăng được rồi. Đập cho đến chết để pass hai luôn đấy. Mật Mekha này rồi, dominating rồi nó. Hỏng rồi. Rồi bá sai quá tuyệt vời. Cùng với lại cả ulti giết cho UR rồi. Nhưng không có bài bách. Nhưng mà bài bách rồi. Và Bulldog cũng nằm xuống rồi. Ulti đến từ bóc chuối. Ném chuối ở mặt. Ném chuối ở mặt. Ném chuối ở mặt. Ném chuối. Ném chuối. Ném chuối ở mặt. Ném chuối ở mặt. Ném chuối ở mặt. Rồi đi về farm tiếp. Trời ơi. Đứng hình combat luôn. Đi về farm tiếp. Đánh nhau tê. Biến lợn rồi, đó là hào. Hào mà chết quả này là gì gì. Nhưng mà lô đà cũng bị biến lợn, không còn ulti nữa rồi. Tiếp tục ném chuối vào mặt, có một stun. Nhưng ở bên đó, giết được lô đà rồi, vỗ tay. Giết nó đi, giết, đấm F4, giết. Tiếp tục ném chuối vào mặt, vẫn không chết, còn tí máu nữa kìa. Đang ơn, không không chết, không chết, không chết. Hồi máu nhiều quá, nhiều máu nhiều quá. Nhưng mà hào còn sống, hào còn sống. Chắc chắn là Blacksmith rồi. Đi về ăn nốt san nữa chứ, làm thế này thì làm sao mà kịp. Crystal. Đến cái thể loại game mà Crystal Maiden có thể buy back ấy thì là hiểu. thì là hiểu cái game nó như thế nào. Crystal trước đây ấy, thì game thời 2010 ấy thì có một câu là đến cả Crystal Maiden còn có BKB và Link.
để nói cái thời kỳ farm của người Trung Quốc thì bây giờ đến cái thời kỳ của Alien sẽ là Crystal Maiden cũng có tiền để buy back. Hả? BKB web link mắc hơn buy back mà. Buy back của Crystal Maiden bây giờ ấy là 1200. Đắt hơn, nhưng mà ý của mình có nghĩa đại khái là giàu quá, đâu có tiền, đâu có làm gì đâu. Đánh nhau tiếp, San Chen chết rồi. San Chen nằm xuống rồi, chắc chắn là không kịp làm gì rồi. Bóc chuối nè. Hàng về. Ném chuối vào mặt này, bật Ghost này. Tại sao cái này nó có hình căng cơ, một hình tròn như vậy là gọi là chuối? Thì đúng là tròn căng cứng dài thế, xong phải là chuối là cái gì? Vậy chuối đâu có tròn đâu. Trời, chuối nếu mà nhìn theo một góc mà đó thì đúng rõ ràng là hình tròn còn gì. Bounty là người cầm hồi sinh, thằng này chết nhiều quá nên là phải cầm hồi sinh. Mà thật ra là tên là chuối hay đọc là chuối luôn chứ thật ra cũng chả để ý lắm. Cái gì tên chuối cơ? Thằng chơi Ascent Chess thì thấy Banana kìa. À thế hả? Mít coi stream ngoại trừ Navi, mít nhìn tên ra mấy tiên khác không bao giờ nhìn tên, toàn nhìn đấy. Hero thôi, cứ như là đang bay giúp chơi. Trời ơi, lại về farm tiếp. Ôi giời ơi, mẹ ơi, con đang ở dạ, cái... Mẹ, chắc tôi mang lap hay là mang iPad vào trong nhà vệ sinh tôi ngồi. Thôi, mai kênh 14 nó lại lên báo rồi, chết trời là trời. Thả game nó hay 67 phút đi để stream đây, chứ nói xấu view cho. Trời ơi, 67 phút mà cái game nó nhạt như nước ốc. Nước ốc nhạt hả? Tự ốc lên xào dừa nước ốc ngon lắm cơ. Trời ơi, đấy là nước ốc xào dừa nó khác, còn nước ốc luộc nó khác. À hả? Ôi mấy ông ạ, Mitsuki có tuổi rồi, 36 rồi, một chồng ba con rồi nhá. Ở đấy mà tìm Facebook. Ôi lại farm tiếp, mẹ ơi là mẹ. Lượng vàng trên lệch 70 phút mà lượng vàng trên lệch có 2.000 thì biết rồi đấy. Vâng hào có bằng 1.300, 7.500. Ôi không phải gì thật. Mấy cái game này mình không phải là những chuyên gia phân tích hay giáo sư Dota, gặp mấy game này chả thấy hay tí nào. Thế mình đi cho Hero thêm một hướng đi mới đi. Xem cái gì? Chẳng hạn như Crystal Maiden lên Battle Fury chẳng hạn. Ừ đúng rồi, rảnh quá có gì làm đúng không? Rồi đấy, BKB Crystal Maiden kìa. Crystal Maiden có BKB kìa, đấy thấy không? Không, phải là một lối đi mới. Cái lối đi mà chưa bao giờ đi. Bây giờ Crystal Maiden trước giờ vẫn có vài người lên BKB mà. À thế à, thế chuẩn bị là có thể chuẩn bị lối đi mới này rồi. Mở Manta khi chưa ulti nữa, chả hiểu mở Manta ra để làm gì. Làm gì à? The fuck? Làm gì à? Tưởng sắp combat, rút cuộc lại chưa combat. Dã quá. Vâng, mình cũng nhìn thấy trên vẻ mặt của mấy con creep nó cũng nản đấy, thấy không? Nó đánh nhau thấy tay nó dẹo dạo đấy. Mình thấy bọn này đánh nhau tay dẹo dạo này, thấy không? Xe cầu đá bắn cũng có vẻ như là không chuẩn nữa rồi, lúng la lúng liếng rồi.
vốt hòa trận này, giờ tự dưng veo tự dưng tắt đèn đi ngủ hết giờ rồi. Hết giờ làm việc rồi, đi về đi. Thằng nào đây là mà làm trọng tài cho mấy cái game này nữa hả? Cái gì? Tâm sự gì? Không cái gì. Không cái gì. Cái thằng tôi trọng tài. Tôi tưởng tiếng nó mặc lên, tưởng là chạy đi giết ai đó. Ai về chạy nó vào rừng xong đi ra. Hai đứa đưa vào đi ra. Con cây đứng cái bên. Vừa phỏa sát rồi, bị biến lửa rồi, mù bị chạy đi đâu, bây giờ chúng ta có thể... Một phát phỏa sát vào bên trong, cháu thì sẽ... Tao thì xảy lại bình thường như cân đường hộp sữa. Có mấy ông bảo tua đây chứ. Để tôi tua chứ. Để tôi tua vậy. Tua thế nào được? Rồi có giáp gai, mở giáp gai trái thân đánh anh à. Where are you going? Thằng trọng tài cái game này thật, bây giờ nó ông đang chửi thầm ở veo, nó có trả tao thêm giờ đâu, nó đang trả tao từng game một. Phải bắt tao đứng lâu như thế. Giảm hơn cả thay phim chắc. Kinh. Mới có 7.000 tiền kia, Silent tung stun ra cháo gì xảy ra cả. What? Fuck. Vâng, đẩy ra. Đẩy ra lại đẩy vào, cứ đẩy ra đẩy vào cùng này. Chả ai vui cả. Mình như ngáp nó lay đúng không? Bây giờ mình ngáp một cái thì tất cả mọi người có ngáp này không vậy? Khổ quá, mấy ông cứ bị giọng nói của Mitsuki lừa. Khổ quá, bảo có chồng rồi, một chồng ba con rồi. Mơ mộng gì ấy. Đề nghị là bỗng dưng sập leo, sập server mai đánh tiếp. Biến lở rồi, S4 bị ba sai vào mặt rồi, bật Mekan. Rất nhiều BKB định ulti mà lại đi về rồi. Bây giờ có ulti đến từ EGM, Loda đã mất linh kèn rồi. Vâng, muốn những pha for staff. Lại chẳng có gì xảy ra. Here you go. Radiant structures are fortified. The fuck? Tân phát cũng đi vào tiếp. Đề nghị save game này, hòa đi mà đánh tiếp. Khổ quá. Fuck. Trời, farm trước nha nhau. Ở Highland kia đi farm đi. Theo tôi bây giờ giải tán tới Highland đi farm đi. Theo tôi bây giờ giải tán. Người ta đang farm tại chỗ luôn đây chứ. Trụ này rỉa máu sắp đỏ lắm rồi. Vâng, bây giờ thì một đống bài bách rồi. Mệt hết cả người. Ôi trời ơi, có định push đâu, có trời. À. Hả? Cái gì? Alien đang... đang làm sao? Cái gì vậy? Bị sao vậy? Bị sao vậy? Một hai và for start, bây giờ mình từ sang sang bị biến lợn và đã nằm xuống rồi. Chúng ta phải thêm ulti đến từ mu nhưng rất nhiều con lợn. Bây giờ ulti quá tuyệt vời của kinh rơi đẩy vào trong đi. Nhưng mà quá cứng mà Hào đứng đấy chém và trái chết cả ulti đến từ Crystal Maiden với lại BKB. Thảm họa rồi. Hào rất có thể là sẽ nằm xuống, Hào vẫn chưa nằm xuống. Chắc chắn là sẽ có sóc lọ, phải chăng sẽ là Blacksmith.
Vâng, vẫn không phải là Blacksmith. Chắc là bây giờ Blacksmith rồi. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Endgame đi. Endgame đi, đúng rồi, endgame đi. Đừng nói với tôi. Đừng. Đi về. Bill ơi, cỡ 2-3 phút nữa rồi. Bill phải dùng cái giọng kia đi, biết đâu lại có combat tiếp. Tự dưng đang nói gì có chữ nắm xong lại nói xong lại dừng lại. Butterfly để so Lincoln không có giày luôn. Ủa khi nào thì sửa hòa vậy? Sẽ làm gì có hòa? Đến nghìn phút cũng được, làm gì có chuyện hòa? Trừ khi hai cái barrack nó cùng nổ. Hai team control lane tốt nhờ, creep lane xuống đều đặn. Mẹ ơi là mẹ ơi. Rồi lao vào nhau đi. Chờ ra cắn này. Quẩy lên đi. Thấy thấy không? Quẩy lên nào, quẩy lên, quẩy lên, quẩy trái, quẩy phải, quẩy lên, quẩy xuống. Quẩy đế, thằng heo nó bị vả rồi, không có bê, có bê kìa, nó mở manta, nó dọa, ôi dồi, nhưng mà lượng đem đến từ Luda là quá lớn, chắc chắn là heo sẽ chết được tình huống này, chạy vào mắt rồi. Không, à có bye back kìa, có kinh dây cũng sẽ chết thôi. Rất là nhiều bye back. Đến lượt San Cheng cũng nằm xuống rồi, không thể nào mà chạy được. Ôi mẹ ơi, con mừng quá. Rồi, lại đi xuống push boss chứ, what the fuck rồi. Chắc là muốn đều cho đủ 3 lane rồi mới thắng. Trời ơi, mẹ ơi. Right, so vâng, yes. Lại đi về. Cứ 5 phút nữa lại có buyback từ ô này thôi giờ. Phá được rồi, biến lợn. Rất có thể sẽ là bass 2 được pha for start ra ngoài, đã bật manta lên rồi. Nhưng mà đang toán loạn lên rồi, Bernardo rất có thể sẽ nằm xuống. Đang cố gắng ulti rất là hay của King Joy. Ulti luôn không kết thúc ra một block, đã kết thúc được Loda rồi, Loda bye back. Vâng, ulti ngược lên luôn, trong khi đó thì vâng, Hào sẽ chết rồi. GG well play cho Aliens. GG well play cho ông. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn đã cùng với tôi sống đến giây phút này. Mừng chảy cả nước mắt. Dã man. Thế là trước khi của con, mình chờ xem tiếp Navi đây. Thôi té này, chịu không nổi nữa. Chịu không nổi nữa, 78 phút đáng lẽ là phải là 3 game đấy. Ôi giải tán đi ngủ, mệt lắm rồi. Không nổi rồi. Tán đi ngủ ra. Ok, thôi mình off stream nha. Mình off stream, xin chào các bạn. Ôi mẹ ơi.
Ôi chịu, không có tiếp nữa này, không nói là mệt lắm này, chịu không nói à. Thật chịu không nổi, té 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 té, chịu không nổi rồi, đừng có níu kéo có tình yêu nha, té té té, nghỉ nghỉ nghỉ, chịu không nổi đâu thật, bye bye, gặp nhau sau nha, làm gì có bay bách ở trong Dota 2 nó hồi sinh ngay tại chỗ đâu, nó bay bách xong rồi nó ulti lên của con Weaver ấy. Mà không có bình luận viên số 1, số 2 à, tôi bình luận viên số 10 cũng được, tôi nghỉ. Tôi chịu không nổi rồi. Công vào game các ông xem cũng có game, tôi chịu không nổi. Chịu không nổi, không đừng cản tôi lao đi lên giường đi ngủ nha. Các ông đừng cản tôi. Các ông trái tôi ra nha. Các ông đừng cắt líu kéo tôi làm gì cả, tôi đi ngủ nha. Không có quẩy trái quẩy phải gì cả. Không có số 1, số 2 cả, té nhá. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chi lần sau.